mình sẽ, cái này là bẫy dập cua này cả nhà, cái này là bẫy dập cua đây, mình sẽ bỏ thức ăn vào vòng này. Ôi trời ơi, con gì bự lắm bây giờ ơi. Trời ơi, trời ơi, ui gì này. Wow, tự nhiên đi cái nó chấp chép cái chân cả nhà. Đây, chợ bùng bùng không à. Ồ, đây là cái con cá như bự hơn nãy là con cá mắc lưới luôn. Đây là bự hơn con cá mắc lưới hồi nãy luôn. Trời ơi, ui. Wow. Nãy Thái đi tắm thì ông xã Thái là quay nướng cá dì nâu và cá đối. Đây cá đối này cả nhà ơi, siêu to luôn. Dạ, con cá kiền nha cả nhà, nó giống con cá đối ở quê Thái. Đây dì nâu nè. Cá này mà nấu la me hoặc canh chua hoặc là luộc là ngon. Wow. Cái bông hành nâu. Cá nâu. Cái bông hành. Cái gì 75 ngàn chứ cái này đấy này, cái này 80. Thịt là hai con là 150. À là hai con 150 ngàn một ký. Đây nha. Đây đã à, ngon chưa? Bạn thấy đã không? Nhìn gì thôi chứ đã lắm. Nhìn đó. Các bạn hãy thử đó. Hi, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Thái Nha Viễn. Và hiện tại đây là ngày thứ hai Thái ở Bình Định. Và hôm nay Thái đi ngang qua thì thấy các cô, các bà đang bán những món ăn đặc sản của Bình Định. À, thấy thấy cái chén úp úp như thế này thì thấy không biết là món gì nữa. Món này là món gì cô? Bánh bèo. Bánh bèo. Đây cả nhà ơi, bánh bèo mà chén to thế này nè cả nhà. Ồ lạ chưa? Cái này bao nhiêu tiền một chén cô? 2 ngàn. 2 ngàn thôi. Wow. Vậy là một ngày mà mình ra đây mà mình ăn sáng tầm một chén, hai chén là no rồi. Nghĩa là về quê là 2 ngàn, 4 ngàn là được một tô ăn sáng. Cô cho con chén đi cô. À con tự làm luôn ha. Đây. Đây, quét dầu vào. Đấy. Mình tự phục vụ mình luôn nha cả nhà. Ở đây là cô đang nướng chả rồi. À, ui. Cái cây dao này có bán đấu giá không cô? À là mình sẽ như thế. Rồi. À cái đó là cái gì cô? Ớt tương. Đậu phộng. Nước mắm. Ui. 2 ngàn một chén cả nhà. Ôi đã chưa nè. Đây. Về Bình Định là phải ăn bánh bèo nha cả nhà. Hôm qua mình ăn cháo lòng rồi. Nay mình ăn. Ở đây là ở xã nào cô nhờ? Xã Mỹ Chánh. Ừ. Ngon. Ừ. Đó không, không đẹp mà dễ thương. Tên nhiều lắm cũng 10 ngàn. Ừ. Chả này là bao nhiêu tiền một cây cô? 3 ngàn. 3 ngàn một cây. Đây mình ăn với lại cái gì cô nè? À ăn vặt thôi cũng ngon bà ha. Ờ cũng ngon. Ôi thơm, cái này ăn bún nè. Ăn bún là ngon. Nhưng mà hơi nóng. Này nó xèo xèo luôn. À, nó xèo xèo luôn. Bỏ vô chung bánh bèo ăn cũng ngon cô ha. Mình thử nha nha. Mời cả nhà nha. Ngon lắm tay ạ. À. Quá ngon. Còn trong xuông này là cái gì cô? Bánh canh. Ồ bánh canh này mình bán bao nhiêu tiền một cô tô cô nhờ? 5 ngàn. Anh nhiêu anh 3 ngàn, 5 ngàn, 2 ngàn cũng anh nhiêu anh. À ăn được 2 ngàn luôn. Ui đã vậy. Cho con tô 2 ngàn. Ê bánh bèo là 2 ngàn một chén. Thấy ăn thêm tô bánh canh 2 ngàn nữa. Là 4 ngàn. Không. Cái cây này 3 ngàn nữa. Tổng cộng là 7 ngàn. 7 ngàn là ăn 3 món à. Nãy con xin tiền mẹ con là 10 ngàn nữa. Còn 3 ngàn nữa. Tí nữa qua ăn chè luôn. 3 ngàn chè nó đủ 1 ngàn. Rồi hết rồi cả nhà. Nước chấm à. Quá đã. Rồi cho con tô bánh canh 2 ngàn. Độc lạ, Bình Định nè. Độc lạ Bình Định đúng không anh? Là mấy đứa bé mà nó ra đây nó ăn khoảng 2 ngàn là no cô ha. Mấy đứa nhỏ á. Ủa cái gì mà nó có màu cam cam ta? Tôm. 2 ngàn có tôm luôn nha. Nè, tinh tí luôn, thịt nữa.
Ngon dữ trời, thơm. Bột này là bột gạo quá. Ngon lắm mấy nhà ơi, đỉnh luôn. Thấy cái này á, rất là ngon, mình qua đây mình xem. Ô cô có cái cây quạt đẹp quá. À, rất ngon nha, con để nhờ đây xíu. À, cực ngon luôn. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Tầm 80 rồi. 80 rồi. Ngon quá. Nhà bà ở đâu? Dưới đây luôn. Nhà bà còn con trai mà. Còn cho thang còn, tai viên. Con độc thân. Con độc thân. Cài con cho. Dạ. Đó. Chín rồi nè. À, chín rồi, chưa. 3.000 cây mà ngon quá. Đỉnh luôn. Ngon. Bà lên dạo gì bà? Rồi chè. Cái nhà. Chè đậu đen. Bao nhiêu bịch? 5.000 con. 5.000. Cho con 10 bịch. Đây, 10 bịch. 10 bịch của hai anh em mình nè. 5.000 bịch như vậy. Là đem mình. Thái em đếm bao nhiêu người để mà hồi thiếu cái bà luôn á. Tổng cộng là 18 người. Đi ăn ở đây con. Bà cho con ly nha. Bán chè là mình sắm hộp sòn như bà mình đeo luôn nha. Bán chè mà 5.000 bịch mà sắm sợi dây chuyền hết mười mấy cây. Lắc nè. Con nó sắm nó cho chứ mà nấu đâu con. Dạ có nghĩa là con trai con gái báo trả hiếu cả nha cả nhà. Ly chè này là 5.000 một ly đó bà. Mà mình ăn 2.000, 3.000 cũng được luôn. Tiệm nhỏ đồ bán ở đây nhà quê mà đứa nó có 2.000 bán nó 2.000, đứa có 3.000 bán nó 3.000 vậy. Dạ nhưng mà lâu rồi chưa ăn chè đậu đen nè, cả nhà quay cái son chè này. Đấy. Đậu này đã lắm. Cái này là phải ngày xưa ở quê Thái là nấu với cát lồi á. Cô ơi, cây đá huyền thoại kìa cả nhà ơi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Gần 80 rồi. Wow. Dạ. Bà nãy bà nướng thịt nướng với lại bà là bằng tuổi nhau. Ăn bánh canh xong là 2.000, qua làm ly chè 2.000 nữa. 3.000 thì 2.000 kỳ quá. 3.000. Đủ 10.000 á. Đủ 10.000. Sáng mẹ cho 10.000 là đủ ăn tất cả các món luôn cả nhà ơi. Thôi. Gà. Đâu giờ bé qua bé ăn nè. Giờ này có bé nhỏ vậy ăn nè. Chị này ăn mát không ha? Đồ nắng bà ăn cái này nó mát cho con. Ngồi đây nghe tiếng con gì nó kêu anh Tây nhỉ? Gì? Con ve. Ve sầu. Ồ cảnh nước đã đẹp hữu tình nhỉ. Ồ, cá đó mà giăng lưới ngon anh Tây. Cá là cá tự nhiên luôn hả cô? Là ví dụ như con ở người lạ con tới con đánh được không? Được luôn hả cô? Cô cho hỏi cá ở đây, cá gì cô? Cá chốt luôn hả? Cá chốt, cá phi đủ thứ hết, cá gì cũng có. Cá đồ đủ thứ. Dạ. Cá lồng thọ. Mát, đây là anh. Ly đó 3.000 hả? 5.000 anh ạ. 5.000. Thế cho cô làm cho con ly 3.000 đi, 3.000 ăn tại chỗ đi. Anh 3.000 tại chỗ mà anh. Ê con hấp miếng nước chứ con không cần ăn cái. Cô là anh có muốn 10 bịch mang về rồi. Đây đấy, lấy cái đây rồi cô bán. Nói chung là cái nồi này là anh em mình là mua hết luôn rồi đó. Sáng là bán mình bán mấy nồi bà? Con ăn lấy vị mà. Vậy chứ có đâu nhiều con. Không lúc con không máy đêm giờ tới trưa máy nó nhỏ nó ngủ dậy nó ăn thế nè, máy người già bắt năm mét. Dạ. Ăn cho nó. Hấp miếng nước. Hấp miếng nước này. Quá đã. Đã quá. Được trò chiều với các bạn. Quá ngon. Quá lịnh. Ở đây nha.
bé mới ngủ dậy ngồi giỏng ăn nè. Đã quá, thấy thích cái cảnh như thế này. Tiếng ve kêu. Cô mẹ bé. Ây gà nè, à dạ. Ô húp đã chưa? Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 7 giờ sáng tới 11 giờ. Này, anh em mình mua là hết sạch nồi luôn. Cái này mình nấu khoảng mấy tiếng mới xong nồi chè bà nhờ? Lâu không? Đậu ngâm ra rồi nấu tới mấy tiếng đồng hồ nó mới nướng đậu, nó chín đậu rồi mới. Dạ, ăn ngon lắm cả nhà ơi. Mát nữa. Nước cốt dừa nè. Ôi, ôi, sao vui. Bên đây là các bạn gà này. Ô đã quá à. Giờ thì bắt đầu mình sẽ tiến vào bè của nhà chị gái của mình. Dạ nhà chị Xuân, anh Sơn, anh Dương ạ. À. Dạ ở đi qua một cái cầu khỉ là qua. Dạ dạ. Đây là kiều cái vỏ. Cái vỏ. À. Còn ở miền Tây gọi là cái gì ta? Cái đôm á. Cái đây là cái vỏ mình để đựng đồ á bác. À, đựng cá, đựng tôm, cua con. Dạ. Đây là một nghệ nhân lâu đời của sạc nguyên sư Mỹ. Cổ truyền nha mọi người. Làm thủ công. Thủ công. Làm thủ công. Của gia truyền. Chính những bàn tay nghệ nhân làm nên một tác phẩm. Cái này là mình đang khoảng bao lâu mới được một cái vỏ không? Hai ngày con. Hai ngày. Rồi. Bây giờ mình đang cái nắp. Đúng rồi. Dạ. Nghề này ông làm được bao nhiêu năm rồi không? Chắc cái ông làm là ông vô mà. Dạ, thì chắc cũng phải là vài chục năm rồi ông nhờ. Này là con cái là ông giờ tuổi già là ông đi làm nước không được ấy. Này dạ. Là gà nó vô hả? Này là tre nó vô hả? Cái này bắt cuộc gà cái nó lấy kia kia. Dạ. Đây là cả nhà. Một cái vỏ vậy là bao nhiêu tiền không? 250 con. 250. Đây nè. Wow. Mình sẽ đây thế này mà một cái vỏ tầm 2 ngày thì mới xong. 2 ngày. Dạ, cái này là mình đi chặt tre đi mua con. Mua. Tre bữa nay đã bắt lắm, bao hôm mua cái tre có 50 ngàn mà đi mua cái tre 100 ngàn. Dạ. Cổ quốc rồi nó mua ở cha tới giờ nó bán nó muốn nhiêu được nhiêu. Dạ. Đây, đẹp lắm. Đây mình phải va là mình sẽ chặt và mình vũ mình gọt. Sau đó mới đem chút chút mà còn thấy cái nàng ở lát ra nè. Láng bung luôn. Để bỏ ké vô nó mục đích để cho khỏi bị rớt ké ra nha mọi người. Cho nó ké nó khỏi tung ra. Ồ. Đó. Cái này nắp đậy nè. Nắp đậy. Cái này giống như trong phim Cò An anh. Rất là tinh xảo đúng không? Đất Phương Nam. Đây. Đây mọi người cận cảnh qua TV rồi đây là trực tiếp luôn nha mọi người. Đây là những nghệ nhân lâu đời của xã Mỹ Chánh. Xã Mỹ Chánh nha. Xã Mỹ Chánh, bác đang làm chuẩn coi cung đường vào nhà của chị gái mình trong này. Hết rổ luôn nha. Anh mua hết. Mua hết luôn, mua hết rổ luôn, cá chốt. Không, cái này biết lắm. À, không, cái này ngon, ăn rồi. Ừ. Dạ. Cô chốt cái trưa là anh đây mua hết. Cảnh này yên bình quá anh Tây nhờ. Hai anh em mới vừa mua vài bịch chè đậu đen và một ít bánh ủng hộ các cô. Này, cái cầu này. Sao đi được không anh? Cố lên nào. Ui sợ nha cả nhà. Anh Tây quay mặt lại em coi cái cảm giác của anh coi. Sợ không? Đây này cả nhà ơi. Đây nè. Đó. Ôi. Ôi rung lắm nha. Ôi cá. Ôi cái này là nước trà hai cả nhà. Là nước biển vào á. Rồi qua được cái cầu tre rồi.
Đây là nơi mà nhiều, rất là nhiều hộ dân là nuôi bè, là nuôi cá ở trong này cả nhà. Các bè này. Đây có những hang cua, cua nữa. Cá chốt trứng cả nhà ơi. Đây nè. Đấy, cá này mà kho thôi chứ. Đây này, trứng của nó này. Ồ, đã quá. Cái này là nằm trong nước trà hai luôn má. Nước hồi xong con. Dạ. Nước sông ở biển vào cả nhà. Ôi coi này. Ôi bụng trứng kìa. Đó bao nhiêu tiền hả chị? Bao nhiêu tiền hả cô? Ôi đã chưa. Hết này là 100 ngàn đó cô. Rồi, cũng gửi công cô 100 nữa là 200 rồi. Rồi. À, trời ơi, chúng đã chưa? Cảm ơn. Dạ. Cá này là mình kho luôn ha, má ha. Cá kho keo cũng được mà nấu canh chua cũng ngon lắm con. Nấu canh chua ngon. Canh chua mà nó là nhất là phải có keo. Ồ, đã chưa? Rồi, để rửa tay cho tanh. Dạ. Con nào cũng có trứng nha cả nhà. Ừ. Nhưng mà để mà được cái mùa trứng này là có tùy mùa không cô má ơi? Cũng tùy lúc đó. Cũng tùy lúc ha. Đây. Dạ, bắt đầu là tháng này là có trứng cả nhà. Cá chốt đấy, thường mình thấy ở miền Tây là nhiều, nhưng mà về miền Trung á, Bình Định mình là có luôn nha cả nhà. Ừ. Đây. Đã chưa? Anh Thức ơi, câu cá gì đây? Câu cá măng. Cá măng á? Ở đây mát lắm cả nhà ơi. Đây. Điều hòa là ở khắp mọi nơi. Hello anh Quang. Nếu mà ở Sài Gòn là mình sẽ khu du lịch sinh thái. Cái này mà thả đăng á ha. Dịch vụ rồi các kiểu rồi ở Sài Gòn nữa. Cái cây kia là cây gì anh nước. Hải? Dừa, cây nước. Cây nước, nước. Cây nước. Đem dầu lai. Đây, ông xã nói là câu được con cá siêu to rồi cả nhà. Cái này là cái gì anh? Vàng nơi nuôi tôm của ông chú nhà mình. Ở đây là rất là nhiều vuông nuôi tôm luôn. Đây là ở xã Mỹ Chánh. Tỉnh Bình Định nha cả nhà. Bên này là nãy chồng thấy vớt tôm lên là mới có mấy ngày tuổi anh. Thấy xem thử bên hồ này chú mình tôm được bao nhiêu ngày tuổi. Ô tôm ở đây bao nhiêu này? Ô tôm này bự rồi nè. Wow. Tôm này size tầm bao nhiêu thức nhờ? Nó cũng còn nhỏ à, nó cũng chắc khoảng trăm mấy con hả? À. To hơn cái hồi nãy á. Hôm bữa coi gì ở dưới nhà chị ánh cua cả nhà là thu hoạch tôm kéo lên vui lắm. Ô cả nhà ơi, nhưng mà hôm nay về chơi cả nhà là chưa có thu hoạch tôm. Hy vọng ngoài nào đó thấy bây giờ lại thì thu hoạch tôm sẽ quay cho cả nhà xem. Ở đây đã lắm. Một bên là núi này, một bên là sông này. Quá trời đã luôn. Hey. Ở đây thấy có hai mâm cá giò rất ngon. Đây cùng Thái khám phá nha. Đây bên đây này cả nhà ơi. Chào chị, chào cô. Đây, cá này cả nhà ơi. Đây. Ui, cá này là cá nâu nè. Ui, ngon chưa nè. Wow. Bên này là con cá dì bông, hay được gọi là cá dì nâu. Này là cá đối nè. Ui, đã chưa. Siêu to luôn nha. Đỉnh nha. Làm sạch rồi cả nhà ơi. Tối nay là chiến thôi. Cái này mình sẽ nấu nướng. Nướng. Nấu nướng.
nấu nướng. Giờ thì mình sẽ, cái này là bảy dặm cua này cả nhà, cái này là bảy dặm cua này, mình sẽ bỏ thức ăn vào phần này. Ăn. Thôi. Đã rồi nè. Giờ phải lấy thêm tấm lưới nữa và sẽ đánh thêm ở bên kia nữa. Đừng có giỡn, thấy à? Cái này là cái dập này để bể tô cua này. Giờ Thái sẽ theo ở dưới và câu cá. Cá nó mới nhảy đằng sau lưng em. Cá hả? Ô, ở dưới này bùng không nhờ? Ủa Á Thái, đập như vậy để làm cái gì vậy? Có chạy. Là mình sẽ đi thăm cá về hả? Máy lưới à, chắc chưa cá đâu. À, dính cá về nè. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Ba. Thu lưới lại đi. Ở đây có cua. Bây giờ Dương treo giải ai mà bắt được một con cua thì tụt luôn, tụt luôn, tụt đầu tụt ra luôn. Để coi cái. Ui, cá to nha. To. Ê, dùng cái thủng đi, mang cái thủng ra. Đúng rồi. Mang cái thủng ra, dùng vô. Đây, coi chừng nó chạy á. Kìa, cái xuồng kia nó chạy xuống dưới kia rồi. Anh người anh của mình là đã tóm được một con cá măng rồi cả nhà ơi. Đã lắm nè. Cái này wow. Rớt rồi, wow. Lên chân nó rớt rồi. Wow. Đây là wow. Cái vuông. Đây là cá gì anh? Cái vuông. Ôi trời ơi, con gì bự lắm bây giờ ơi. Trời ơi. Đâu ơi, ui gì này, wow, tự nhiên đi cái nó chấp chép cái chân cả nhà, đây, chợ bùng không à, ô, đây là cái con cá như bự hơn nãy là con cá mắc lưới luôn. Đây là bự hơn con cá mắc lưới hồi nãy luôn. Rồi dính thấy ui, con thử có con cua không? Không à. Con này là con hồi nãy nhỏ hơn, con này to hơn nè. Đây, ngon á. Thôi, tái cái. Một con đi. Ê, mày đâu quá. Kìa vậy? Dẹp. Con thấy ở trên thúng mình sẽ đi ra bắt con vẹm nha cả nhà, ra bắt vẹm nha. Let's go. Ê ơi, không đi quay không nữa mà hồn luôn. Đây, vẹm này cả nhà. Vẹm bè nha. Đây. Được mấy con thấy? Hai con rồi anh. Một con mò được và một con dính lưới. Con này bự. Ủa nãy phiếu anh ơi, đây có đứng sao á? Sao lắm à? Đây cả nhà ơi. Wow. Đẹp lắm. Vô đây luôn. Ồ, đã chưa? Anh Thái ở đây anh. Hai con. Cá mà để không cho nhảy anh bóp chặt cái mang này nè. Đẹp quá. Đây. Ui. Bốn con. Nướng cá gì anh Huy? Cái gì đúng không? Bông mà. Đây là cái gì à, mới bắt ở đìa lên nha. Bắt ở đìa lên, rất là tươi luôn. Giờ nướng mọi ăn là cực kỳ ngon luôn. Con cá to to là con cá dìa bông. Con cá nhỏ nhỏ là dìa nâu. Cá nâu. À. Cái gì mập mà biết luôn cái gì không? Con cá mập uống nụ luôn. Cái gì? Con nào? Con này là con cá đối. Cá đối cái lá. Cá đối à cò. Đối mà làm gì bự vậy? Cá trình tôm. Cái nói đậu. Này có ông tôm nhỏ mới bắt lên dưới hồ nha. Con cá gì Bình Định ha.
thơm nức mũi luôn. À mà về Bình Định là nhớ ăn thử cái gì bông này nha, cho mập u nù luôn. Đó, thịt nè, rất là to luôn. Nướng hết như đây luôn nha. À, cá làm sạch hết. Đây là cá chình. Wow. Nãy Thái đi tắm thì ông xã Thái là quay nướng cá dì nâu và cá đối. Đây cá đối này cả nhà ơi, siêu to luôn. Dạ, con cá kiền nha cả nhà, nó giống con cá đối ở quê Thái. Đây dì nâu nè. Cá này mà nấu la me hoặc canh chua hoặc là luộc là ngon. Wow. Cái bông hành nâu. Cá nâu. Tại bông hành. Cái gì 75 ngàn chứ, cái này đắt này, cái này 80. Thịt là hai con là 150. À là hai con 150 ngàn một ký. Đây nha. Đây đã à, ngon chưa? Bạn thấy đã không? Nhìn gì thôi chứ đã lắm. Nhìn đó. Các bạn hãy thử đó. Hãy nhắm bốn chữ hào quang rực rỡ đi mới biết. Cá lụy cả nhà, khứa khứa vậy nè. Mình ướp xả ớt á, mình nướng hoặc là mình chiên rất là ngon. Rất là dai. Bên này con cá nâu nè. Rất là ngon nha. Mình ăn với lại mắm nêm. Đây mắm nêm của Thái Nhà Biển có bán cả nhà. Mắm nêm nguyên con vậy là 45 ngàn một chai. Liên hệ số điện thoại là 0938 280121 nha. Đã chưa? À, nguyên rổ luôn. Cá nâu này mà kho cũng rất là ngon. Lúc này mình nấu gì đi cô? Nấu lát. Nấu ngót. Nấu kiểu như là mình luộc và mình cho thêm gia vị ở cả nhà. Đây ớt nè. Ôi đã chưa? Cá này sáng mua nhiêu ký đi cô? Nhiêu 180 ngàn một ký. Wow. Khá là đắt nha cả nhà. Nhưng mà nó ngon. Đấy. Bên này là mấy con cá măng nãy đánh lưới nè. Cá chua. Đây nướng này, quá đã luôn. Ui. Mê mê nha. Đỉnh nha. Rồi, thử luôn, ngon không anh ơi? Quá ngon, tuyệt vời. Quá ngon, quá tuyệt vời. Ngon quá. Đây, bé cần phải tấu luôn. Ôi cái này mà cuốn bánh tráng nữa, nhức cái nách. Tét cái nách luôn anh. Ôi đã chưa? Cái lò nhỏ nhưng mà có vỏ vậy cả nhà. Wow. Đây cả nhà ơi. Con cá gì nâu chín rồi nè. Và Thái xin phép thưởng thức nha. Thì chín nãy giờ là 7-8 đĩa đưa lên cho các chú và các anh rồi. Đây này, cho thưởng thức cái miếng da. Đây cái miếng da nha cả nhà. Đây chấm miếng mắm nêm này. Đây 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 cầm lên đây luôn. Đây chấm miếng mắm nêm nha. Xin mời cả nhà. Ý da quá tuyệt vời luôn. Ngon. Thịt ngon. Quá tuyệt vời luôn. Đỉnh luôn á. Đây thịt nè. Nước da nhưng mà hơi hơi nóng mà ngon lắm. Đỉnh luôn á. Nướng cười cười đó thôi. Chén của nó dở. Cho em xin con cá nâu luôn. Đây Thái sẽ review cả nhà xem con cá nâu nha. Gần 200 ngàn một ký luôn cả nhà. Cho miếng mắm nêm. Thêm một ít dâu sống nữa là cực ngon. Ôi con cá nâu nó béo hơn con cá gì nâu. Béo hơn. Đỉnh luôn. Wow. Đây là bánh tráng Bình Định nè. Cô. Cái này có muối tiêu không? Đây bếp được không đây? Em đang. Bếp được không? Xin muối tiêu được không? Đây là món gì anh nhỉ? Xôi mặn. Đây cả nhà ơi. Xôi mặn Bình Định có bắp nữa. Ở đây là có gà. Con trao nha. Đấy, đám giỗ là nơi để tụ họp bà con là dòng họ.
Hey. Những lúc mà rất là nhiều đông cô chú anh chị ở bên này là bạn của anh em mình. Hai ngón tay thôi, ba bốn ngón tay. Gắt mà xuống gắt dưới mà gắt con tay. Gắt gì đó? Đùi gà. Gà luôn. Gà luôn. Đùi nè. Đây. Ngon hơn nè, lấy là ngon quá chị ơi. Ăn tay luôn ơi. Đấy. Gà ô nó có rồi. Ơ dạ, em cảm ơn anh Hòa nhiều. Đông vui quá anh ơi. Wow, món này món là đặc sản Bình Định, chả ram và thịt nướng. Hồi sáng hai anh em mình cũng ăn á anh Tây. Cái ăn này nè. Anh ăn cái gì á? Rồi ngon, rất là đặc biệt. Ăn đi anh, chắc ăn. Trời ơi, xôi này mọi người ơi. Hình như là anh Quang là về đây là lần thứ hai anh Quang hả? Đúng rồi. Wow, canh chả cá nấu với lại hủ qua rừng. Ui, đã chưa? Cái món này mà mình nhậu xỉn lên là mình húp một cái là ngon anh Thắng. Ngon hiểu luôn. Hơi bị ngon đó. Đẹp nha. Chả cá măng anh. Cá măng nãy câu á. Ồ, cái con cá măng nãy anh thức câu à? Con làm nguyên đám dỗ luôn. Wow. Mấy cái anh thử đi anh Thắng ơi. Kiệt vô que vô. Nó thua anh Quân Dương à. Wow. Ai anh Thắng à? Thắng chín. Thắng chín hả? Sao anh? Anh Dương à? Chị ơi á. Chưa có giờ. Cá măng là nổi tiếng là để làm chả rồi cả nhà ơi. Thắng chín nè. Hổ qua rừng rất ngon. Hổ qua rừng, cái này mà húp một cái rồi ấm bụng. Món gì, món gì? Dạ. Hổ qua, hổ qua. Cái gì? Cái gì? Cá măng. Ờ, hồi nãy là anh ăn thử chả cá rồi. Giờ anh húp miếng nước anh Thắng ơi. Húp nghe được. Nghe húp anh thấy khoái rồi. Húp rập rập nha. Chả cá. 1, 2, 3, 4. À, cái này nó nấu giòn lắm. Vô này nấu giòn ngon lắm. Hổ qua mà, hổ qua rừng mà. Hổ qua này giòn lắm. Hổ qua rừng hả? Anh nước thì cũng vừa ăn. Tôi về rồi các bạn, hôm nay cảm ơn các bạn đã có mặt cho nước tươi đến nghi thức. Cảm ơn các không bạn ngon nha. Giòn ngon lắm. Hôm nay của nhà anh nha. Hôm nay không có gì anh đã nhận đến rất rẻ bên vị. Đây là món đặc sản ở tại thị xã Phú Mỹ nha mọi người. Đây là khổ qua rừng và chả cá măng. Đúng chính xác. Rất là ngon luôn mọi người. Ở miền Nam là có chả cá thác lát. Ở miền Trung là có chả cá măng. Ở miền Bắc thì có chả cá gì? Chả cá là vọng. Nẻ vọng. Đúng không? Chính xác không? Chính xác. Mỗi miền có mỗi... Phê lên, wow. Phê lên. Ngon, ngon không anh? Rất là ngon nha mọi người. Hãy đến dưới xã Mỹ Chánh cảm nhận đi, rồi sẽ biết. Cả nhà ơi. À, rất là ngon. Chả cá nha cả nhà, chả cá măng. Dài quá. Ngon lắm. Ồ, húp rồi. Em cũng hấp được, đặc sản xã Mỹ Chánh. Ồ. Nó nóng, uống vào ấm bụng cả nhà ơi. Chắc gần xứ biển là nóng á, ăn không? Ủa bao giòn? Giòn ghê á. Ủa sao nấu sao giòn dữ ta? Giòn ha, giòn ngon. Giòn là biết anh, đem ngâm đá rồi bỏ. Dạ, ngâm đá chứ anh. Ngon ở nhà nha. Trong Sài Gòn. Bỉnh luôn. Không. Nhưng mà nấu giòn vậy đâu. Anh nói ngâm đá rồi mới đỏ luôn. Dạ ngon lắm á bác ạ. À, giờ mình mời anh em nha. Đây là món bò hấp của Bình Định. À, chấm với mắm nêm. Món này là chuối cay xét. Xanh chuối, xanh chuối cà rác hả? Chuối cây chấm bò hấp chấm với mắm nêm là cũng gọi là món đặc sản của Bình Định. Rồi mời nha. Dạ. Rồi, ok. Đó, bắn là bia. Thế là mai không có để. Cái này là thăng cây chuối anh hai. Thăng cây chuối. Ngon quá. Còn quá ngon. Thăng là thăng cây chuối non. Thăng cây chuối non. Ăn cá mú đây ngon chưa, đây là cá mú và xôi này cả nhà, à, chín rồi chén chén hòa để múc vào cho. Ồ lét lét cá rồi. Ồ đây cả nhà ơi. Đó bộ lòng đó. Ồ thấy gan ngon quá trời á. Đấy, cái gan này là bỏ vô nước mắm thấy ra biển là ngon cả nhà. Đây này quá trời luôn.
Rồi, được rồi, hết bài hết. Wow. Thấy cái mùi lòng rồi không? Đây anh hai, anh hai. Đây. Anh Chí ơi, anh xin phép nha. Chị Dung, chị Dung. Không phải. Đây, giờ mình múc ra tại vì cá này là chín hết rồi đây nha. Thì em mắm mắm đi ngon. Ngon gần lắm. Wow. Đi, mắm mắm đi ngon. Tiền bỏ đủ mà. Đây của anh Huy nè. Cảm ơn. Đây của anh Huy là cho anh Huy khúc đầu này. Rồi xôi rồi đổ kéo rồi. Giờ ở đây là mình sẽ cho thêm cái chốt, cá chốt miền Tây hay được gọi là cá gách bình thường, Bình Định. Đây. Cá chốt Bình Định nhé. Không, cá gách. Ở đây gọi là đây gọi là chốt. Cá gách. Hay luôn, hay luôn. Ui đã chưa? Ừ, không? Ui. Nè, đây là này, đã chưa? Ngon. Trứng nè. Ô đã chưa? Từ từ anh dắp ớt bà dưới. Bỏ ớt vô luôn anh hai. Đây. Rồi được rồi. Cái món này chấm nước mắm ngon á. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay là mấy anh em mình bay ra là không có mang được theo nước mắm đâu nha. Ồ cái da đó nè. Cái bộ lòng đã ghê á. À nãy của anh có gan đúng không? Đúng rồi, năng rồi. Béo á. Gan ha. Thịt rất là dai luôn. Đã không? Bây giờ là cũng trưa và Thái cũng sẽ cùng các anh em nâng ly lên và cùng hội ngộ. Giờ Thái sẽ kết thúc video tại đây. Thái hy vọng là khán giả Thái và Biển luôn luôn được bình an và vui vẻ. Giờ này Thái cùng với anh Thắng và mọi người. Bye bye, hẹn lại mọi người vào clip sau. Yo! Yo! Hai, ba, yo! Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu, thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đã, đây là muối của bé Thái, Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là của Cửa Lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa luyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào hạt. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái hạt như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha. Hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm. Về Thái thường dùng để là ăn bún mắm nè, hay là ăn gỏi cuốn nè. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha.